Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh, chúng con kính bạch sư bà và toàn thể đại chúng. Hôm nay tại đạo tràng tu viện Trúc Lâm của chúng con, tất cả chúng con cùng quy tụ về tu viện Trúc Lâm để xin được thiết lễ tưởng niệm và thọ tang sư ông Lần Mai. Con nghĩ rằng chúng con không cần phải nói nhiều, vì sư ông là người đã đóng góp rất nhiều cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo toàn cầu nói chung. Riêng đối với chúng con, chúng xuất gia tại tu viện Trúc Lâm, từ thời của thầy con cho đến con và đến các chú sau này, cũng đều thọ ơn giáo dưỡng. Bản thân con thì không được về làng tu tập nhiều, vì Phật sự một vài năm thì con mới được về một vài tháng để tùng chúng trong những khóa tu mùa đông. Nhưng mà từ thầy Đức Tạng đổ xuống thì các thầy ai cũng được về làng tu tập ít nhất là 3 năm, có thầy 7 năm. Và người cuối cùng mới từ làng trở về đó là thầy Chân Tạng. Và chúng con được duyên lành, được may mắn được gặp sư ông, thọ giới với sư ông từ năm 1994. Và kể từ đó con đã học hỏi và tu tập theo những lời chỉ dẫn của sư ông. Và huynh đệ chúng con ngày nay ở khắp nơi đang hành đạo, và mỗi người đều có những cái công việc của mình để gọi là chút ít gì đó đền ơn Tam Bảo, đền ơn sư ông. Và chúng con nhớ sư ông thường dạy là nếu các con đang ở đâu, đang tổ chức khóa tu, đang hướng dẫn đại chúng, đừng nghĩ rằng mình phải về tận nơi nào mà tang lễ của sư ông thì mới gọi là có hiếu, mà mình vẫn đang tiếp tục làm cái công việc Phật sự đó, tại vì đó là cái hoài bão của sư ông. Và chúng con cũng rất tiếc là chúng con không thể về được tận quê nhà để đảnh lễ tiễn đưa sư ông lần cuối. Thì tại nơi này, chúng con được phép thầy của chúng con thiết lễ kỳ siêu. Và tưởng niệm sau của chúng con, chúng con kính tri ân Hòa Thượng đã thương chúng con, nhận lời thỉnh cầu của chúng con quang lâm về đây để thiết lễ thọ tang cho chúng con. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng và sư ba và toàn thể đại chúng. Và trước khi chúng ta đi vào buổi lễ, con xin phép được đọc cung tuyên tiểu sử sư ông. Đây là tiểu sử sư ông do Làng Mai cung cấp, chúng con xin thành kính tuyên đọc để đại chúng cùng lắng nghe và tưởng niệm đến công đức sâu dày của sư ông.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư ông, con xin phép cùng tuyên tiểu sử sư ông để nhắc lại công hạnh sâu dày của sư ông để tất cả những người học học biết được và nói gương lành của sư ông. Sơ lược tiểu sử thiền sư thường nhất hạ hạnh. Thiền sư thích nhất hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm Bính Dần 1926, tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, là con kế út trong gia đình có 6 anh chị em. Cha là cụ ông Nguyễn Đình Phúc, mẹ là cụ bà Trần Thị Dĩ. Năm 1942, xuất gia tại tổ đình Từ Hiếu với thiền sư Thanh Quý Chân Thật, được ban pháp danh Trừng Quang. Tháng 9 năm 1945, thọ giới sa di với bổn sư, được ban pháp tự Phùng Xuân. Năm 1947, theo học Phật học đường Báo Quốc Huế. Năm 1949, rời Huế vào Sài Gòn tiếp tục tu học, bắt đầu sự nghiệp sáng tác với pháp hiệu Thích Nhất Hạnh, một trong nhiều bút hiệu của thiền sư. Đồng sáng lập chùa Ấn Quang, làm giáo thọ Phật học đường Nam Việt. Tháng 10 năm 1951, thọ giới lớn tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn với Hòa Thượng Đường Đầu Thích Đôn Hậu. Năm 1945, Tổng hội Phật giáo giao trách nhiệm cải cách giáo dục, làm giám học Phật học đường Nam Việt. Năm 1955, làm chủ bút Nguyệt Sang Phật giáo Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1957, thành lập Phương Bối Am, Bảo Lộc. Năm 1961 đến năm 1963, tham học, nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Princeton và Columbia, Hoa Kỳ, sáng tác đoạn văn Bông Hồng Cài Áo. Năm 1964, được mời trở về Việt Nam tham gia lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thành lập Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn tại Chùa Pháp Hội, tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh và Nhà xuất bản Lá Bối, làm chủ bút Tuần Sang Hải Triều Âm, cơ quan ngôn luận của Viện Hóa Đạo. Năm 1965, thành lập Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội. Năm 1966, thành lập Dòng tu Tiếp Hiện. Ngày 1 tháng 5 1966, được bổn sư Phú Pháp truyền đăng tại chùa Từ Hiếu và được kế thừa trú trì tổ đình Từ Hiếu sau khi bổn sư viên tịch. Ngày 11 tháng 5 1966, rời Việt Nam kêu gọi hòa bình, bắt đầu 39 năm lưu vong. Năm 1967, được mục sư Martin Luther King Jr. đề cử giải Nobel Hòa Bình. Năm 1968 đến năm 1973, vận động hòa bình Hội nghị Hòa bình Paris 1968-1973. Trong thời gian này, được mời giải môn lịch sử Phật giáo Việt Nam tại trường Đại học Sorbonne Pháp Quốc và soạn Việt Nam Phật giáo Sử luận 3 tập với bút hiệu Nguyễn Lan.
Tháng 9 năm 1970, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chính thức đề cử làm lãnh đạo Phái đoàn Phật giáo Hòa bình tại Hội nghị Paris. Tháng 5 năm 1970, tham dự soạn thảo tuyên ngôn Manhattan về vấn đề tàn hại môi sinh, ô nhiễm môi trường và gia tăng dân số cùng các cộng sự, gặp ông U Thanh, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và được ông cam kết yểm trợ. Năm 1972, chủ trì hội nghị môi trường có tên Đại Đồng với nội dung sinh thái học bề sâu, tính tương tức và tầm quan trọng của việc bảo hộ trái đất. Năm 1971, thành lập Phương Vân Am Paris. Năm 1976, cứu giúp thuyền nhân và thực hiện chương trình Máu chảy ruột mềm. Năm 1982, thành lập đạo tràng Mai Thôn tại Pháp. Năm 1998, thành lập tu viện Thanh Sơn, Hoa Kỳ. Năm 2000, thành lập tu viện Lộc Uyển, Hoa Kỳ. Năm 1999, cùng với các chủ nhân giải Nobel Hòa bình, soạn thảo tuyên ngôn 2000 về một nền hòa bình và bất bạo động cho thiên niên kỷ mới. Năm 2005, trở về Việt Nam lần thứ nhất, thành lập tu viện Bát Nhã Bảo Lộc. Năm 2007, trở về Việt Nam lần thứ hai, tổ chức ba đại trai đàn bình đẳng chẩn tế tại ba miền. Năm 2008, trở về Việt Nam lần thứ ba, thuyết giảng tại lễ viết xác Liên Hiệp Quốc. Năm 2008, thành lập Viện Phật học ứng dụng Âu Châu, Đức, Tu viện Bích Nham, Tu viện Mộc Lan, Hoa Kỳ, Thiền đường hơi thở nhẹ Paris, Làng Mai Thái Lan, Viện Phật học ứng dụng Á Châu ở Hồng Kông, Tu viện Nhập Lưu, Úc, Ni Xá Diệu Trạm, Ni Xá Trạm Tịch, Việt Nam, tiếp tục mở rộng công trình Hoằng Pháp và xây dựng tăng thân trên khắp thế giới. Tháng 10 năm 2018, trở về an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu Việt Nam. Lúc 1:30 sáng, ngày 22 tháng Giêng năm 2022, an nhiên thị tịch tại Thất Lắng Nghe, Tổ đình Từ Hiếu, trụ thế 96 năm 70 Hạ Lạp. Nam mô Nhất Tâm Đảnh Lễ Tân Viên Tịch Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế Liệu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trụ Trì Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn Húy Thượng Trừng Hạ Quang Tự Phùng Xuân Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư Nguyễn Công Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đã cùng tuyên tiểu sử sư ông Làng Mai đã xong, giờ đây chúng con cung thỉnh hòa thượng thiết lễ tác lễ cho chúng con được thọ tang. Đốt nhang. Đốt con nhang nước sái tịnh. Xong rồi tụng dạ, trong lễ tụng trước sao dạ trong nghi thức này luôn này.
Bảo sao con? Môn đồ hiếu quyến mời đến trước đây, tất cả đều quỳ dâng hương mặc niệm. Ta bà một thở ra đi, căn bình nửa gánh tay quy nhẹ nhàng. Rừng thiêng vắng bóng hạt vàng, biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba. Người đi dấu vết chưa nhỏ, bác y truyền lại sương pha lạnh lùng. Tam sanh hẹn kiếp tao phùng, tôn phong tổ ấn gửi cùng non sông. Dân hương lên án cúng dường, cuối lễ ba lại giác linh, tất cả thứ tự lại quỳ một lòng chí thành đảnh lễ. Hương sông đảnh báo giới định tuệ hương, giải thoát tri kiến khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương. Tâm tình tâm hương để tư nguyện cúng dường, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Chúng con thiết nghĩ rằng then mái khôn lượng thật nguyện khó biện, mượn sắc thân giả quyển thể tánh thành chân không. Kính bạch từ hiếu mai thôn đường thượng, nối dòng lâm tế đời thứ 42, quý thượng trần hạ quan tự phùng xưng hiệu nhật hành tận viên tịch hòa thượng ân sư giác linh. Người đạo siêu ngoài cõi pháp lợi, trong đời đèn thiền thắp sáng mọi nơi, ấn tổ to son muôn thuở. Ngồi chìm mi của hải chúng đáng bậc công bằng, đấng mô phạm của sơn môn xứng danh sư tượng. Nhưng biết bao giờ chuột ngài đêm căn ố sâu căn, kim thần thức sẽ lòng bốn đại tháng ơi. Thiền từ đêm vắng chờ trăng, bể khổ còn chi ánh sáng sẽ pháp ngài thanh lướt gió. Đường mê đêm tối ngày mưa, hòa thượng đã tùy duyên thuận xá, nay chúng con xin y pháp an tàng. Vì vậy thiết xin thiết lập linh sàng, cung an di ảnh phụng hiến ba tầng pháp thủy, cúng dường một nén tâm hương. Và mong rằng đại chúng hiện tại đạo trường, chí thành thượng hương bái thình. Nam mô
tâm hùng thịnh, tuổi thơ nhập đạo chỉ lớn xuất trần, thở đồng chơn các ái từ thân, lòng chánh tinh xuất gia đầu Phật. Hôm nay pháp tịch phụng vì kính bạch từ hiếu, mai thôn đường thượng nối dòng pháp lâm tế đời thứ 42 quý thượng trừng hạ quan tự phụng xuân hiệu nhất hạnh. Tân viên tịch hòa thượng ân sư giác linh, duy nguyện lư vàng vừa bén khổ trắng bay xa, nguyện giác linh quang giáng linh tòa, sinh từ mẫn chứng minh công đức, hương hoa thịnh hương hoa phụng thịnh. Nam mô nhất tâm phụng thịnh ba y một bát muôn dặm nghìn quả du ba cõi, vào ra hành đạo sáu đường qua lại. Hôm nay pháp tịch phụng vì kính bạch từ hiếu, mai thôn đường thường nối dòng pháp lâm tế đời thứ 42 huy thượng trừng hạ quan tự phụng xuân hiệu nhất hạnh. Tân viên tịch hòa thượng ân sư giác linh, duy nguyện vài lần hương thịnh mấy lượt hoa dân, lòng chúng con tha thiết ân cần mong hòa thượng xót thương chứng giám. Hương hoa thịnh hương hoa vụng thịnh, nam mô nhất tam vụng thịnh tòng lâm trưởng lão giáo hội đạo sư, duyên độ sanh một mảnh thuyền từ cơ hóa đạo nửa câu pháp ngữ. Hôm nay pháp tịch phụng vì kính bạch từ hiếu, mai thôn đường thượng nối dòng pháp lâm tế đời thứ 42 huy thượng trần hạ quan tự phùng xưng hiệu nhất thành. Tân viên thật hòa thượng ân sư, duy nguyện pháp viên thanh tịnh nghi trưởng trang nghiêm, tăng ni một già quan chiêm thiện tính với ba lần bái thịnh. Hương hoa thịnh hương hoa hùng thịnh, nam mô đăng bảo tòa Bồ Tát, nam mô đăng bảo tòa Bồ Tát, nam mô bảo tòa Bồ Tát. Sơ hiến trà, chư hiếu
ba chú. Ừ. Còn mấy chú đều
Đủ không? Hiếu đồ tụ vị chung hiến trà, đảnh lễ tôn sư đạo.
vô thường giác, vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật là linh vô đại thần, là linh vô đại minh, là linh vô vô thường, là linh vô tuyệt đỉnh, là chân đi vẫn vọng vô năng lượng tiêu trừ tất cả mọi vô nạn. Cho nên tôi muốn tôi cầu thần chủ trì đồ bát nhã ba la mật. Nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra sam ga tê bồ đề xoa ba ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra sam ga tê bồ đề xoa ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra sam ga tê bồ đề xoa. Đạo huy hoàng à, con hướng về theo ánh từ quang à, lại Phật tổ soi đường dẫn bước à, bao tội khổ trong đời ác trược vì tham sân si mạng gây nên à, hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện à, xin sám hối để thanh thoát ra trí tuệ quang minh như nhật nguyệt từ bi vô lượng cứu quần sanh na con giúp tâm nguyện sống đời lành đem thân mạng nương nhờ tam bảo lên thuyền từ vượt qua biển khổ cầm đuốc thiên ra khỏi rừng mê văn tâm miệng nghĩ nói về chánh kiến à, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm à, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm à, mỗi khi tâm buồn giận lo phiền nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở à, mỗi bước chân đi vào tịnh độ à, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân sáu trần à đêm nghi thức thỉnh chuyên phòng hộ tập khí năm xưa rồi vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa niềm an vui dân khắp mọi nhà hạt giống tốt đem về muôn lối cùng tăng thân xin nguyện trở lại làm việc độ sinh à, giờ phút này sông núi chứng minh à, cuối sinh đức từ bi nhiếp mà thọ phụng hiến à, cam lộ vị văn lộn như thái xin mọi loài đạt nguyện về nương bóng đại từ Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát gửi thân à, non chưa nặng pháp nhũ biển nào sâu khăn vàng vừa tiếp nhận giáo hóa đền ân sâu Nam Mô Thiện Diệt Tạng Bồ Tát Nam Mô Thiện Diệt Tạng Bồ Tát Nam Mô Thiện Diệt Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vừa rồi bao nhiêu công đức bấy nhiêu hoa hương nguyện sinh hồi hướng cúng dường tân
công viên thuật hòa thượng di nguyện giác linh thùy từ từ bi nạp thọ cầu nguyện pháp thâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoạn hòa phẩm xin nhưng tâm đảnh lễ tâm viên tịch từ lâm tế chánh tôn tứ thập nhị thể liệu quán pháp phai đề bản thế từ hiệu tổ định niên trướng trụ trì mai thôn đạo tràng quốc tế khai sơn huy hòa thượng trừng hạ quan tự phùng xưng hiệu nhật thành thiền sư nguyễn công hòa thượng giác linh nhưng tâm đảnh lễ tân viên tịch tự lâm tế chánh tôn tứ thập nhị thế liệu quán pháp phai đề bạc thế tự hiệu tổ định niên trưởng trụ trì mai thôn đạo tràng quốc tế khai sơn huy thượng trần hạ quan tự phùng xưng hiệu nhất thành thiền sư nguyễn công hòa thượng giác linh nhưng tâm đảnh lễ tân viên tịch tự lâm tế chánh tôn tứ thập nhị thế liễu quán pháp phai đề bản thế tự hiệu tổ định niên trưởng trụ trì đạo tràng mãi thôn quốc tế khai sơn huy thượng trần hạ quan tự phùng xưng hiệu nhất hành thiền sư nguyễn công hòa thượng giác linh Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, lễ tưởng niệm và thọ tang Sơn Làng Mai đến đây đã viên mãn. Quý thiện tín Phật tử, quý vị nào muốn thọ tang sư ông thì quý vị có thể tuần tự lên xá và nhận một chiếc khăn vàng gắn vô cổ áo tràng của mình, và sau đó thì chúng ta nhẹ nhàng tĩnh lặng cáo lui. Và đúng 4 giờ chúng ta sẽ trở lại đạo tràng để, xin lỗi, 3 giờ 45 quý vị trở lại đạo tràng để 4 giờ chúng ta tiếp tục trì kinh Pháp Hoa 3 Phật cuối để hoàn kinh chiều hôm nay. A Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng.
Bây giờ